Xin chào tất cả các bạn, trong video này sẽ hướng dẫn làm lab thực hiện tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở trong mảng. Yêu cầu của bài viết chương trình nhập vào bàn phím số nguyên gồm n phần tử, tức là mảng số nguyên gồm n phần tử, tìm và hiển thị giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ở trong mảng. Và chương trình visual studio code và mở lại cái thư mục Lapsis. ở đây thì kích vào thư mục và kích vào new file chọn min mass .c. ở trong cái chương trình thì chúng ta có thể sử dụng nội dung của cái bài trước và kích vào array average sau đó nhấn control a và thực hiện copy và dán vào trong bài tìm kiếm min mass ở trong nội dung của bài tìm kiếm min max thì sẽ phải sử dụng lại các cái nội dung đó là nhập dữ liệu và hiển thị cái thông tin của mảng và chúng ta sẽ thay cái nội dung giữa này thành là cái phần tìm kiếm các cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở trong mảng. Và trước hết sẽ khai báo biến min và thứ hai là sẽ khai báo biến max. Sau đó sẽ gán giá trị min bằng max và bằng cái phần tử đầu tiên của mảng đó là phần tử không. Thì điều này giả sử là phần tử đầu tiên là giá trị nhỏ nhất cũng như là giá trị lớn nhất của các cái phần tử ở trong mảng và sử dụng vòng lập for để diệt qua các cái phần tử ở trong mảng ở đây thì n và chúng ta sẽ kiểm tra nếu cái giá trị minh mà lớn hơn giá trị của cái phần tử thứ y ở trong mảng thì chúng ta sẽ gắn min bằng cái phần tử thứ y tức là thay giá trị nhỏ nhất bằng giá trị của phần tử thứ y ở trong mảng và tương tự như vậy thì chúng ta kiểm tra mass mà nhỏ hơn cái phần tử thứ y nào đó ở trong mảng thì sẽ gắn mass bằng array và phần tử thứ y của mảng. sau khi kết thúc vòng lập for thì chúng ta có thể hiển thị ra được là giá trị lớn nhất và phần trăm D và giá trị nhỏ nhất phần trăm D Ở trong này thì in ra được giá trị mass và giá trị minh kích phải chọn Run Code để chạy chương trình. Và chương trình yêu cầu nhập vào N, nhập 5, nhấn Enter. 2, 6, 8, 3 và 9, nhấn Enter. Thì chương trình sẽ hiển thị ra được các cái giá trị. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chương trình hiển thị ra là giá trị lớn nhất là 9 và giá trị nhỏ nhất đó là hai và đây là danh sách các cái giá trị của các phần tử ở trong mảng thì hai sáu tám ba chín và giá trị lớn nhất là giá trị 9 và giá trị nhỏ nhất ở đây thì chúng ta sẽ thấy là giá trị 2 và đây là toàn bộ nội dung của chương trình cho phép là tìm kiếm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của các phần tử ở trong mảng và chúng ta sẽ khai báo hai biến min và max là sẽ chứa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở trong mảng và vào ban đầu thì sẽ giả sử là cái giá trị đầu tiên của mảng vừa là giá trị nhỏ nhất mà vừa là giá trị lớn nhất sau đó dùng một cái vòng lập for để có thể kiểm tra nếu giá trị min này mà lớn hơn một giá trị phần của cái phần tử thứ y nào đó ở trong mảng thì chúng ta sẽ thay giá trị min bằng giá trị của phần tử thứ y đó và tương tự là giá trị max nếu nhỏ hơn giá trị của phần tử thứ y thì sẽ thay giá trị của max bằng giá trị của phần tử thứ y và sau khi kết thúc vòng lặp thì sẽ hiển thị ra được giá trị của uh, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các phần tử ở trong mạng nội dung hướng dẫn chưa sử dụng về định nghĩa hàm và tách cái nội dung chương trình ra thành nhiều hàm khác nhau để có thể tái sử dụng lại nhiều lần và giúp cho cái chương trình được linh hoạt và có thể dễ dàng chỉnh sửa khi có lỗi xảy ra thì các bạn có thể cải tiến lại chương trình và sử dụng cái khái niệm hàm vào cho các cái hướng dẫn và và các cái bài ở trong cái phần lám này. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.